Do tác động của trường gió mùa Tây Nam có cường độ hoạt động mạnh, nên thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay 10 tháng 6 năm 2023 vẫn có mưa rào rải rác nhiều nơi. Thời điểm chiều tối và tối, vài nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 10 tháng 6 và ngày mai 11 tháng 6. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Ngày mai trời nắng, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực gian biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ, gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 6 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 355 cm vào lúc 8 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 70 cm lúc 1 giờ. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải trong ngày ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh đều ở ngưỡng tốt, mọi người có thể tự do hoạt động ngoài trời. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 10 tháng 6 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 44, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 30. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức tốt 38.